Sau trận đấu khốc liệt hôm qua, Kai đã chọn ra đi để cứu mọi người. Cậu bước đi lang thang trong rừng một mình, cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại họ. Đi đến bên một con suối, Kai dừng chân lại rồi đưa tay vốc một ngụm nước lên uống. Cậu cũng ngẫm nghĩ, đã hai ngày rồi kể từ cái sự kiện đó, dựa theo bản đồ thì bây giờ mình đang rất gần với một thành phố. Nhìn đến ngọn núi xa xăm ở phía trước, Kai tính toán mình nên leo lên ngọn núi to phía trước để đến được đó. Sau một lúc, Kai cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh núi, cậu cảm thấy khá tuyệt, nhìn xuống quang cảnh bên dưới, cậu đã nhìn thấy được thành phố đúng là rất gần thành phố này được bao lại bởi một cái tường thành cao lớn có vẻ sẽ mất nửa ngày để đi bộ đến đó chẳng bao lâu trời đã tối mặt trăng đã lên rất cao cai đang lẫn trong đống cỏ cây để đi đến gần cổng thành cậu tự nhũ đã rất trễ rồi chắc sẽ ổn thôi nhìn lên bức tường to bự trước mắt cai thầm cảm thấy có hơi bất lực không có cách nào cho tội nhân giết thánh nữ có thể được vào bên trong thành phố thông qua cửa chính mình không biết họ sẽ làm gì với mình nữa vì vậy cai không chọn cửa chính cậu sẽ leo tường vào bên trong một chiếc móc câu thành công móc lên thành tường, cai bên ngoài chậm rãi bám theo nó mà leo vào bên trong, đáp xuống đất thành công, cậu nhìn xung quanh một chút, trời về đêm trong thành phố rất yên tĩnh, đầu tiên cai cần phải làm là kiếm một ít tiền. Vừa đi sâu vào trong thành phố, cai vừa lấy túi tiền ra kiểm tra, cậu không có nhiều tiền, số tiền mà cậu lấy từ đám binh lính đã không đủ dùng. Cậu đi ngang qua một quán rượu thì đột ngột dừng lại, đây sẽ là một nơi tốt để kiếm tiền cũng như biết thêm tin tức. Bước vào bên trong, Trời đã về khuya nhưng nơi này hiện tại vẫn còn rất nhiều người đang vui vẻ ở đây. Ông chủ đang phục vụ rượu cho khách thì thấy cửa mở thì vui vẻ chào đón, chào mừng quý khách, cậu muốn uống gì? Cai tiến đến quầy ngồi, cậu lên tiếng, một ly bia và một vài món ăn gì đó có thể lấp đầy cái bụng của tôi. Một người đàn ông bên cạnh vừa nốc rượu vừa nhìn sang Cai hỏi, tôi chưa từng thấy cậu trước đây, cậu là khách du lịch sao? Cai cũng đã chuẩn bị kịch bản cho mình, cậu đáp vâng, tôi bị buộc phải rời khỏi quê hương của mình, tôi đang tìm một công việc người đàn ông nghe thế thì khuôn mặt có chút buồn anh ta lộ vẻ thương cảm nhìn đến cai vì anh ta nghỉ cai đang chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của quân đội chúa quỷ anh ta vô cùng xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn này cai nghe thế thì có chút bất ngờ sự hiểu lầm của anh ta xem như cũng rất phù hợp với ý của mình cậu lên tiếng vậy anh có biết công việc nào mà không cần đến thẻ công dân ở xung quanh đây không ông chủ quán rượu đi đến đặt cốc bia lên bàn ông ta cũng nghe được cuộc hội thoại của cai ông ta có một đề nghị trong trường hợp này thì tôi khuyên cậu nên trở thành mạo hiểm giả cai cầm lấy cốc bia rồi hỏi thêm chi tiết về công việc mạo hiểm giả này ông chủ rất nhiệt tình giải thích cậu có thể đến hội mạo hiểm giả để nhận nhiệm vụ ủy thác sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ nhận được tiền công hầu hết là nhiệm vụ thu thập và săn quái vật người đàn ông say rượu khi này lo lắng nói ông chủ nếu cậu ấy không đủ kỹ năng thì cậu ấy sẽ chết khi nhận nhiệm vụ đấy chủ quán cười nói ha ha theo tôi nhìn thấy thì cậu ấy không phải là một người mới đâu người đàn ông có chút bất ngờ nhìn về cai những gì mà ông chủ nói có đúng không nhưng cậu có thể chạy trốn người của chúa quỷ xem ra cũng không tệ. Cai khiêm tốn nói, chỉ một vài con quái vật thì mình có thể giải quyết. Cai hỏi ông chủ quán rượu làm thế nào mình có thể tham gia vào hiệp hội mạo hiểm giả, cũng như bao bộ chuyện khác. Ông chủ vui vẻ nói, cậu chỉ cần đến trụ sở hội mạo hiểm giả ở trung tâm thành phố để đăng ký, do hiện tại họ rất cần những mạo hiểm giả mới, nên họ không có yêu cầu về giấy tờ tùy thân. Cai thắc mắc vì sao ông lại biết nhiều chuyện về hội mạo hiểm giả như thế, thì ông cũng nói mình là một cựu mạo hiểm giả, nhưng vì bị thương nên mới đi bán rượu sau khi rời khỏi quán rượu cai đã tìm một quán trọ để ngủ lại sau một đêm ngon giấc cai thức dậy với bộ dạng tràn đầy sức sống sau khi chuẩn bị xong cai đi xuống quầy lễ tân ở đây cậu cảm ơn bà chủ vì đã cho cậu nghỉ lại dù không có giấy tờ gì và cậu nói mình sẽ quay lại đây nếu ở lại thành phố lâu hơn bà chủ rất vui vẻ chào cậu và hẹn gặp lại cậu sớm nhất có thể sau khi rời khỏi nhà trọ cai thầm nghĩ vừa rồi chủ quán không có phản ứng gì khi nhìn thấy mặt cậu điều này có nghĩa ở thế giới này lệnh truy nã không có hình ảnh vì thế cậu không cần phải trốn tránh và lo sợ bị phát hiện như trước không lâu sau cậu cũng đã đi đến hội mạo hiểm giả bước vào trong cậu bất ngờ khi thấy có rất nhiều người ở đây mọi người đều rất hào hứng trao đổi với nhau về công việc điều đặc biệt là không ai để ý đến cậu cai lập tức đi đến quầy đăng ký và nói mình muốn trở thành một mạo hiểm giả đúng như lời của ông chủ quán rượu cô tiếp tân chỉ yêu cầu cậu đưa một đồng bạc để tiến hành đăng ký sau đó cô nhân viên hỏi tên tuổi và địa chỉ của cậu để ghi vào thẻ đăng ký đương nhiên cai không thể nói ra tên thật của mình Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, tôi là Siren 17 tuổi, đội quân của chúa quỷ đã xâm chiếm quê hương tôi, tôi phải rời đi mà không kịp mang theo giấy tờ gì khác. Cô nhân viên nghe thế thì cũng vui vẻ nói, được rồi, tôi sẽ ghi thông tin đó vào thẻ mạo hiểm giả, để cậu có thể đi lại một cách thuận tiện. Cai cũng bất ngờ về nghiệp vụ hành chính ở thế giới này là dựa vào niềm tin. Còn cái tên Siren này là mật danh của cậu khi hành nghề tử thần ở trái đất, lúc này cô gái cũng đóng dấu, và bây giờ cậu đã là một mạo hiểm giả. Lúc này cô gái cũng giới thiệu cho cậu về cấp bậc mạo hiểm giả ở đây, Cấp bậc ở đây được chia làm 5 cấp bậc, cấp A là những mạo hiểm giả hàng đầu, cấp B là lãnh đạo chi nhánh của hiệp hội, cấp C là những mạo hiểm giả nổi bật, cấp D là trung bình, D là những mạo hiểm giả chính thức, hiện tại cậu là hạng F vì là người mới. Khi cấp độ càng cao thì cậu sẽ nhận được nhiều tiền thưởng hơn, đồng nghĩa những nhiệm vụ của cậu có thể nhận cũng sẽ khó khăn hơn. Và như bao bộ xuyên không làm mạo hiểm giả khác, cai muốn lên cấp thì phải làm nhiệm vụ. Và tất cả nhiệm vụ đều được dán một cách chi tiết trên bản nhiệm vụ, cô cũng khuyên cai nên làm những nhiệm vụ cấp F khi mới bắt đầu cai đến bản nhiệm vụ khi này cậu chú ý đến một nhiệm vụ hái thảo dược và bắt một con thú có tên là cô bôi cậu chưa bao giờ thấy một con thú nào có tên như thế trước đây tuy không biết mình sẽ đối mặt với sinh vật như thế nào nhưng cậu vẫn nhận nhiệm vụ này và cũng như bao bộ chuyện khác sau khi nhân vật chính nhận nhiệm vụ thì sẽ có mấy tên mất não tiến tới gây sự khi này có ba anh em hkt xuất hiện trước mặt cậu tên đầu cam lên tiếng thị uy tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây mấy tên còn lại lần lượt lên tiếng nếu cậu có ý đồ chinh phục cô thì nên từ bỏ bởi vì với cấp độ của cậu sẽ không thể làm điều đó khi này cai trong lòng có chút tức giận cậu tự hỏi lũ ngu ngốc này là ai chứ điều đặc biệt bọn chúng sẽ làm người khác chú ý đến cậu video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn